Anh nghiến thử đi. Ừ. Táo em à, khỏi gọt vỏ luôn đi. Ôi, táo của Luyến ngon thế. Cần gì thử thật luôn. Ừ. Ngọt lắm. Dạ. Luyến ạ, hôm nọ bưởi của Luyến chọn cho anh ấy, ai cũng khen là bưởi múi dài, nhiều nước. Hàng em á, chả chê được bao giờ. Hàng ở đây ấy, đảm bảo hết nước chấm. Người thì nó hơi lươn, mà lươn ươn nó hơi tanh à. Thôi Luyến ạ, kệ người ta, để ý làm gì. À, anh thấy Luyến này này, vừa xinh này, vừa đảm đang này, khỏe mạnh nữa. Ôi, nhìn Luyến kéo cái xe ở trên đấy mấy trăm cân, thế mà cứ băm 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 băm. Thế mới bảo là lực điền, kém to kho mặn. Ừ. À. Ông anh yên tâm đi, hàng ở đây thì đảm bảo hết nước chấm, nhưng mà người ấy, thì ông đừng có dây vào, lươn nó ươn ấy, thì ông biết là nó khắm cỡ nào hả? À. Này, đây có ươn ấy, không biết lượt nhá. Luyến ăn nói tinh tế đấy. tinh tế cái con khỉ gì, tinh danh thì có ấy. Theo nó lừa ông ấy. Ừ. Anh muốn bị lừa. Anh vào đây. Dạ. Luyến cho anh xin một sọ bưởi nhá. Vâng. Anh cứ đi về trước đi, em sẽ qua luôn cho. Thôi thế này này, hay là anh đi xe, Luyến ngồi sau ôm bưởi, đến để bếp nhà, để mai kia anh gọi một cái là em ship đến nhà luôn. Này, Luyến nó giữ không chắc đâu. Để thằng này ngồi sau ôm cho. Phở gì luôn. Thôi thôi, anh về đây ship luôn cho anh nhé. Anh cứ về đi, yên tâm. Anh về tới nhà, hàng về tới cửa. Rồi, đi nhé. À, anh về đến nhà lại ship hàng đến cửa, xong ship lên giường luôn đi. Ăn nó ăn. Còn thằng này thì sao? Hẹn với nhau đi làm tí cay cay rồi đấy nhá. Tội đi. Ê, Luyến lượn. Anh Lưu ơi. Con đây. Đang giờ làm sợ cay cay cái gì đấy? Anh phải cho nó kiếm cơm tí chứ. Đồng đưa thì có, mặt thì liếc ngang liếc dọc nhìn phát biết ngay. Đây là chỗ làm ăn, rất nhiều người qua lại, chứ không phải cái xóm trọ mà cứ nói bỗ bã được. Quen cái thói nó không hay. Luyến ơi, ra chụp mẫu chị để chị up lên mạng nhá.